Dạ con chào Thánh Cô. Vâng à, chào Thánh Cô. Thánh Cô sao nghe dơ vậy, không có gì lót ngồi chứ vậy? Thánh Cô ơi, ngồi coi. Thánh Cô mình đừng có ngồi để cây thước bạn nó đụng cái gạch ở Thánh Cô. Dạ. Dạ. Dạ cô. Ôi ôi đẹp quá. Dạ à, Thánh Cô ơi. Lấy trái cây, lấy trái cây. Hôm nay à cô quá duyên, tới đây không phải cái cây. Trái cây cô lẹ lên. Cô coi là cô coi bằng trái cây, chứ cô coi không coi bằng cái cây. Bằng trái cây. Ừ. Cô bổ trái cây ra là cô biết cái tiền duyên kiếm định. Con ơi, con làm mà con đi cầu thánh mà con còn gian dối. Trái cây giả sao cô coi, cô bổ cái gì trong đây? Cầm. À cô lấy trái cây thiệt hả cô? Trái cây thiệt đâu? Con ơi, cái gì vậy? Từ từ. À trời ơi trời, con lận cái gì mà chổng nó bự dữ vậy con? Trái quýt cô. Dạ. Bây giờ cô hay lắm. À bây giờ cô vừa là cô mà cô vừa là chú nữa. Dạ. Ha, bây giờ cô bổ cái này ra là cô biết cái gì cho anh ha, trong cho đây giờ là sự nghiệp của con sao hết trơn. Dạ, cái này là mình là đúng nhận sai cãi phải không cô? Có ăn nữa hả? Ý là hơi chua nha con nha, trái cây này nó chưa có chín. Rồi bây giờ chua. Cô bổ đi cô, rồi, cô bổ đi. À rồi à, trong cái trái này cô bổ ra thì cô thấy á là cái gì con? Con có để con nói chuyện không? Rồi, đó, cô bổ cái này ra thì cô thấy gì nè, là hình như là 10 năm về trước con làm trai. Đúng rồi. Bây giờ cái tóc con dài, cái ban đêm con hay đi gắn mì, rồi con đi hát, lâu lâu con hay cô cũng hay làm boss. Ủa, ê! Cô cái con nói ấy là cô nói con vậy đúng không? Đúng không? Sai cãi, đúng không? Sai cãi. Tôi bỗng lộn mà cái làm boss là sao? Bà có bà mà lấy boss làm chồng, đúng không? Đúng nhận sai cãi đúng không? Mà sao? Đúng. Thì bây giờ con không làm boss thì con làm sen. Đúng không? Đúng nhận sai cãi, đúng không? Đúng. Nói lớn lên. Đây rồi, đúng. Đúng rồi không? Rồi coi tiếp nè. Rồi. Bổ ra cái quả thứ hai, cái muối thứ hai nè. Cái muối thứ hai. Bây giờ chùm khăn lại làm mới linh. À chùm khăn lại làm mới linh hả? Rồi. Vô. Mở khăn ra. Dạ, ủa. À, cậu nói đi cậu. Cậu về. Cậu là cậu hút thuốc mình lào kéo một ngao thuốc lào. Cái mặt này không ơi, cái mặt của cậu không phải hút thuốc lào mà là hít kêu con chó. Nghỉ mẹ đi. Giận nha, cậu giận cậu về đó. Đừng có làm cho cậu giận. Đúng nhận sai cãi. Đúng. Ừ đúng. Rồi tiếp nè. Bây giờ Có con hết mình. Rồi, sao cho, cậu, cho, cậu ơi, cậu ơi. Coi cho con một quẻ đi được không? Rồi. Chứ bây giờ năm nay con quýnh bài con thua quá. À con quýnh bài con thua. Là hôm bữa cô qua cậu có thấy là con là con hốt hụi, hai chân hụi con mua bộ dòng xi men mà đứt hết. Rồi. Cậu ơi, cậu. Ngồi xuống cậu ơi, cậu. Con xin lỗi cậu, cậu ơi. Ngồi xuống cậu, đừng có đi mà. Con có lỡ. Ý là đừng có nói cho vô sâu quá, biết bao nhiêu người ta coi. Phải tôn trọng cậu, chứ cậu đang coi giả vô mặt cậu. Trời ơi là trời. Cái ăn gì? Miếng cho linh. Trời ơi, con ơi, ở trong cái đường chỉ tay nói nè, nếu như á mà chỉ còn 2 phút nữa thôi mà không có sổ dòng này á, thì có lẽ là con với cậu là đi luôn á. Vâng, chúng ta giờ sổ hả? Số gì đây? Mấy gì đây? Mấy gì đây? Mấy gì đây?